Xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cuốn sách của nhà văn Đoạn Tình, Không Sợ Chậm, Chỉ Sợ Dừng. Đây là một nhà văn mà mình rất thích. Mình đã đọc tất cả các tác phẩm của chị đấy ở Việt Nam, đã xuất bản ở Việt Nam, như Khí Chất Bao Nhiêu, Hạnh Phúc Bấy Nhiêu, Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu, Không Tự Khinh Bỉ, Không Tự Phí Hoài, là những cuốn sách mà mình rất thích. Mình cảm thấy khi đọc những cuốn sách đấy, mình hiểu và nhận ra giá trị của bản thân rất nhiều. Đây là một cuốn sách mới, Không Sợ Chậm, Chỉ Sợ Dừng. Hôm nay mình mới order được, vừa mới hàng hôm nay. Hôm nay sẽ được chia sẻ với mọi người. Đây cũng là lần đầu tiên mình đọc và quay lại như thế này. Thực chất ra thì mình cũng chỉ muốn là lưu lại kỷ niệm, lưu lại. Tại vì mình đọc sách thì mình rất thích là nghe sách nói, vì vậy là mình cũng muốn trong khi mình đọc thì mình có thể ghi lại, để cho ví dụ bạn nào thích thì có thể nghe, và không thích thì cũng đừng nói mình nha.